sự lợi ích lần thứ ba. Dạ Nam Mô Phật Tha, dạ thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính cung thiện đại đức Minh Hạnh. Từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, Nam Mô Phật Tha, dạ. Dạ con xin được thành kính cung thiện đại đức Minh Hạnh ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava, đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava, đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava, đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang saram gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saram gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saram gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyami buddhang saram gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyami dhammang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyami sanghang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyami buddhang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyami dhammang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyami sanghang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyami buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Duttiyami dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Duttiyami sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Tatiyami buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Tatiyami dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Tatiyami sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Thị Saranagahanam Paripunang, phép quy tam bảo trọn đủ chỉ có mấy nhiêu? Ma phần tê dạ xin vâng. Bà na ti ba ta, vệ ra ma ni sa khá ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý tranh xa sự xa sanh. Adina dana, vera mani sikha badang sama yami.
Con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra vê ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma đi yam mi. Con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da vê ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma đi yam mi. Con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sú ra mê ra ya ma cha pa ma da tha na vê ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma đi yam mi. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và cái chất sai. Pa na ti pa ta vê ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma đi yam mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư sát sanh. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư trộm cắp. Kamme sumichachara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư tà dâm. Mu sa wa da ve ra ma ni si ka pa dang sa ma thi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na ve ra ma ni si ka pa dang sa ma thi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Ani bành cha si kha ba da ni sa thu gan ka ta ba ap ma ma de na ni cha ka nang sam ma ki ta pang. Chỉ thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vân giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Si lê na su ga tân yên tí, si lê na phô ga sam ba da, si lê na nịp bô tân yên tí, ta sma si lê na su tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rum con xin được thành kính chân đại đức minh hành đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán chức tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin nổi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Và kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần lễ bái tam bạc tụng kinh thọ trì quý giới Avatthana xin được nhận lại cho Sít MC Nhật Huyền. Kính mời Sít Nhật Huyền. Dạ, xa thủ, kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Dạ, cảm ơn Sức Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Tại Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Quan Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Ngọc Tấn, cô tu nữ Viriyatana. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Thana. Kính chào Maharaja, kính chào người đẹp thế gian.
Minh chào Thì An Lạc, Minh chào Sài Gòn mưa nắng, kính chào Buôn Bỏ, kính chào Hiên Mộng, kính chào IQ em đó, Minh chào Trang Thư, kính chào Xuân Lan, Minh chào Xích Hành Kiểm, Minh chào Xích Minh Phương, Minh chào Quang Thanh, Minh chào Chính Tá, Minh chào Minh Tấn, Quy Nhơn, kính chào người phương Nam. Dạ con kính tri ân sư. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhược Bình, kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đức hàng Phật tử chúa chúng con. Nhược Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo gia thọ trì vi giới. Nhược Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Thích Rạng Đông đã cho nghe bài pháp tuần rồi của ngài Tề Siêu. Nam mô Bích Hà Giá. Dạ mình chào Hoàng Nguyệt vừa vào đạo tràng. Dạ còn sớm 2 phút nhưng mà chưa có thấy ngài xuất hiện, nhưng mà chắc chắn là ngày hôm nay ngài Tư Siêu sẽ vào giảng pháp. Dạ bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Dạ Nhật Bình xin phép thỉnh pháp sư dài một chút xíu, Nhật Bình canh hãy ngài vào đạo tràng rồi thì Nhật Quỳnh sẽ thỉnh ngài. Quý vị trong đạo tràng có hoan hỷ hay không, có đồng ý như vậy không thì cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn Sài Gòn mưa nắng. Dạ Quỳnh Bát Thanh Lá Xích Rạng Đông và đạo tràng có hoan hỷ thì cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn Rạng Đông. Dạ con kính ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ya Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ya Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ya Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Ramma chaloka thi ba ti saham ba ti katan chali an thi ba rang aya cha tha san ti tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka de se tu tham mang anukam bi măng ba chăng sa tham ma phê rim bi na yan cha ca yan su tan cha băng thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta yan tô ta tu sát cha đăng đăng ba bơ tha nay dê bà đi xa dạ mặt chê ê quan sa hôm bà tìm ma phà ga quanh tâm a gia cha tha tuần hi pha quê na tăng mua thô cà ruột nhê na thì qua xa già tán na vuốt tha ya ba nay na mi ga da yang ta to ga to bạn cha quát gia ba giờ đây dê à mang ba dê sĩ thầm ma to ta to ba phu kỳ làm bùa thô à
mang cha ma anu tham mang cha ma ga tha. Satanang ngang tha sẽ tha căng tệ na sa thu a vô thanh tệ tệ sẽ tu thâm mà đề sa năng sa ba di cha bi sa tha già anu cam băng bi ca ta quên. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng a chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Tam thiên vận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thổi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chúng ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ nam mô Bụt Tha. Dạ dạ Nhật Bình nhìn đồng hồ mà đã lâu 5 phút rồi chưa thấy ngài vào đạo tràng. Dạ Nhật Bình nhờ cô tu nữ Viriyatana có thể chào không ngài. Dạ con thấy rồi, con thấy ngài tự siêu và vào đạo tràng rồi. Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ con thành kính lãnh lễ ngài tự siêu người vào đạo tràng và ngài vào thì con cũng rất nét luôn. Dạ kính bạch ngài, con vừa đứng pháp sư xong. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu và con xin tay mặt đạo tràng thứ khi thỉnh ngài lên giảng giải bài học ngày hôm nay. Con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. Dạ cảm ơn Minh Bách Thanh Á cho bài học. Bài học hôm nay kinh tiểu bộ Khuất-tha-ca Nikaya Itibuddhaka chương 1 một pháp phẩm 3 bài 25 La Mã.
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, ta nói rằng không có ác pháp nào vị ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỳ kheo, tức là rõ mà nói láo. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Người nào đã nói láo là vi phạm một pháp, không kể đến đời sau, không ác gì không làm, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ bản chánh kinh đến nay đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài kinh ngắn ở trong Itivutaka. Vì không có liên hệ với bài kinh 26, 27, cho nên chúng ta chỉ học có một bài kinh 25 thôi. Ở đây thưa quý vị, một ý nghĩa rất là quan trọng khi Đức Thế Tôn Ngài nói rằng Ekathammang atitassa phikkhave purisappakkhalassa nahaṃ tas kinji papa kamang karne janti vadami. Này các tỳ kheo, đối với một người vượt qua một pháp, ta nói với người ấy không có một cái việc ác nào không dám làm. Và đi đăng và tha di đăng phiết quê samacha nam mô sa va đô, tức là này các tỳ kheo, nói dối, biết mình nói dối. Ở đây thưa quý vị, tại sao khi một người nói dối mà lại nguy hiểm đến như vậy? Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu cái ý nghĩa
Cái cụm từ Samachana Musavado cái chữ này không có nghĩa là nói dối, biết và nói dối. Mà ở đây có nghĩa là cái chuyện đó mình biết là không đúng mà vẫn cố tình nói, nói sai. Như vậy gọi là Samacha nó có sao ba đồ. Đâu nó khác nghĩa với cái chữ mà nói dối, biết và nói dối. Người mà có thân hành, khẩu hành, ý hành bất thiện, khi mà họ sống phản tỉnh đó, họ phán xét lại, họ biết mình là phạm vào cái điều như là nói dối chẳng hạn, họ khởi lên cái tâm hổ thẹn thì họ sẽ chừa bỏ. Cũng như cái câu người ta nói, người ngu biết mình ngu nhờ vậy thành người trí đó. Thì ở đây nếu mà nói dối mà mình phản tỉnh, mình biết mình đã nói dối rồi thì mình thì người đó sẽ hổ thẹn và đi sám hối để mà chừa bỏ, thì cái chuyện đó là tốt thôi. Nhưng ở đây cái cụm từ mà Samacha nó Savado có nghĩa là nói dối khi biết cái chuyện đó là sai. Nói dối khi biết chuyện đó là sai, đó là ngoan cố. Ngoan cố nói láo, ngoan cố nói láo. Biết nó là sai sự thật mà vẫn cố gắng bịa ra để lừa người khác. Thì cái này mới là nguy hiểm. Cái này mới là nguy hiểm. Cho nên khi mà chúng ta đọc kinh, với những cái câu dịch, chúng ta cần phải chú ý. Và chúng ta cùng phải dùng cái trí tuệ để chúng ta xét. Ở đây trong bài kinh Ambalathika Rahulowada, bài kinh giáo giới Rahula tại Ambalathika, trung bộ kinh, bài kinh số 61, khi đó Sayyi Rahula vừa xuất gia, không bao lâu. Trong chú giải nói rằng Sayyi Rahula có cái tật là hay nói láo. Thí dụ như
Khi thầy Tế Độ là ngài Xá Lợi Phất đang ở trong tịnh thất, mà có vị tỳ kheo nào khác đến hỏi có tôn giả Sariputta ở trong tịnh thất không, thì vị Sa Di đó đang đi ở ngoài, nó không có, vân vân. Biết được điều này, Đức Thế Tôn đã nhân khi đi đến tại Ambalatika và có dẫn Sa Di Rahula theo. Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn ngài đi đến đó. Với cái thau nước để sẵn cho ngài rửa chân, rồi ngài ngồi trên chỗ đã soạn. Ngài rửa chân xong đó, ngài để lại một chút nước ở trong cái chậu. Ngài mới hỏi rằng: này Rahula, con có thấy chút cái nước trong cái chậu không? Bà Thế Tôn, con thấy. Đức Thế Tôn ngài nói: cũng vậy, ít thay là giá trị của một người biết sai mà vẫn nói dối, nói dối không hổ thẹn. Rồi Đức Thế Tôn đổ hết nước ở trong chậu đó đi. Ngài hỏi rằng: này Rahula, con có thấy cái chậu bị đổ nước đi không? Bạch Thế Tôn, con có thấy. Đức Thế Tôn nói: cũng vậy, phẩm hạnh của một người biết sai mà cố tình nói dối không hổ thẹn, phẩm hạnh đó bị đổ đi. Rồi Đức Thế Tôn người lật úp cái thau, cái chậu xuống. Ngài hỏi rằng: này Rahula, con có thấy cái chậu bị lật úp xuống không? Mà Đức Thế Tôn có thấy. Đức Thế Tôn nói: quý vị, phẩm hạnh của một kẻ biết sai mà vẫn nói dối không hổ thẹn, thì phẩm hạnh đã bị lật úp xuống. Rồi Đức Thế Tôn nói rằng: này Rahula, đối với một người biết sai mà vẫn nói dối không có hổ thẹn, ta nói rằng không dám làm. Rồi Đức Thế Tôn ngài mới đưa một cái ví dụ, ví như con voi của vua, con voi chiếu của vua. Một con voi mà nó không có cái gì để nó lo sợ, nó bảo vệ, như là bảo vệ cái vòi, cái ngà, cái lỗ tai hay cái đuôi. Thời như vậy, con voi đó trở nên hung hãn. Không có trường hợp nào mà nó không có chiến đấu sinh tử. Cũng vậy, một người khi mà đã không biết hổ thẹn, chỉ việc nói dối thôi mà cũng không biết hổ thẹn, thì người đó không có việc ác gì không dám làm. Và ví dụ như một con voi của vua khi mà lâm trận, nhưng mà con voi đó nó e ngại bị thương cái vòi hay bị gãy cái ngà, bị rách lỗ tai, nó e ngại, cho nên nó sẽ không trở nên hung hãn lắm,
Cũng vậy, một người còn có cái lòng tàn huyết, biết gìn giữ cái sự thật, hổ thẹn trong cái điều dối trá, thì người đó sẽ e ngại, không có dám làm hết tất cả những điều xấu. Rồi Đức Thế Tôn Ngài mới dạy cho Rahula về cái cách tu tập phản tỉnh, thân hành, khẩu hành, ý hành. Khi đã nói, đã làm, đã suy nghĩ, cần phải phản ảnh lại cái lời nói, cái hành động, cái tư tưởng của mình. Xem coi cái điều mình đã nói, đã làm, đã suy nghĩ đó, cái này nó thuộc thiện hay là bất thiện, đưa đến sự đau khổ hay là đưa đến hạnh phúc, được người trí tán thán hay là người trí chê trách. Sau khi phản tỉnh, nếu thấy cái hành động đã làm, lời nói đã nói, tư tưởng đã suy nghĩ mà nó là xấu, như là sát sanh trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, vân vân, thì người đó cần phải tìm đến các vị thầy hay là các bạn đồng bộ mạnh có trí để mà sám hối và quyết tâm từ bỏ, vân vân. Bài kinh này Đức Phật này đã dạy ra một lá về cái cách để tu tập như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, khi một người mà còn có cái linh sĩ, tự cảm thấy thẹn khi mà phải nói dối, thì đối với người đó, họ không dám làm nhiều cái điều ác, bởi vì sợ bị người ta phát giác, người ta chất vấn, thì lúc đó người này không thể nói dối mà phải khai thật thì hổ thẹn lắm. Cho nên người này giảm bớt đi cái việc ác. Nhưng mà đối với một người nói láo mà không có chớp mắt, sẵn sàng để bịa ra những cái chuyện có nó không, không nó có, thì đối với người này cái kết quả là không có chuyện ác gì mà họ không dám làm. Ở trong chú giải giải thích cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết về cái điều này đó, Ngài thuyết trong cái bài kinh hôm nay đó, đó là lúc bây giờ khi Đức Phật xuất hiện ở đời và Ngài có một cái hội chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ đông đảo, và lợi lộc mà dân chúng cúng dường đến Đức Phật và chư tăng đệ tử của Ngài rất nhiều, bọn ngoại đạo bị xúc giảm lợi lộc, cho nên họ đem lòng đố kỵ và họ mới xúi dục nữ đệ tử của họ là nàng Chinh Cha lập kế vu khống Đức Phật. Vu khống có nghĩa là đặt điều nói dối đó thưa quý vị, là nàng
những cái buổi chiều mà Phật tử, người cư sĩ đi đến chùa để nghe pháp, khi mà đã hết thời pháp và họ lục tục kéo nhau ra về thì nàng chính trang điểm rồi đi ngược lại với hội chúng để đi vào chùa. Thì mọi người hai ba ngày đầu họ cũng không có thắc mắc gì, nhưng mà sau nhiều ngày họ thắc mắc, họ mới hỏi nàng chính cha đi đâu giờ này mà đi vào. Thì nàng chính cha mới nói rằng cái chuyện của tôi mấy ông hỏi làm chi, rồi nàng cứ làm như vậy, nhưng mà thật ra nàng không có đi vào chùa đâu, nàng đi ở hướng đó để làm cho hội chúng họ có cái sự hoang mang nghi ngờ thôi. Rồi nàng lẻn đi cái nhỏ khác để đi về. Và nhiều lần như vậy đó, sau đó khi mà Đức Thế Tôn Ngài đang thuyết pháp giữa hội chúng vào buổi chiều nọ, thì nàng ta dùng khúc gỗ đẽo tròn bọc ở trong miếng vải và còn cái bụng lại, ở ngoài mặc áo phủ lên, trông giống như là một thai phụ đang lững thững đi vào. Và xuyên tạc Đức Phật. Và nói với mọi người rằng nàng mang thai là do Samuel Gautama. Khi đó mọi người, những bậc thánh cư sĩ thì họ vững niềm tin, tâm của họ không có dao động. Nhưng mà những người phàm phu thì họ bị dao động, bán tính bán nghi. Thì ngay trong lúc đó Đức Thế Tôn Ngài im lặng, Ngài nhập định. Thì Đức Trời rất thích Tứ Thiên Vương nóng nảy bảo tọa, cho nên Đức Trời rất thích bảo Tứ Thiên Vương đi xuống để giải quyết cái việc này, giải tỏa. Thì họ biến thành những con chuột đang ở trong y phục của nàng và cắn đứt cái dây buộc bụng, cái khúc gỗ rơi ra. Thì chúng mới ngã ngửa ra là nàng đã vu khống Đức Phật. Và họ phẫn nộ xông xáo đến. Nhưng mà nàng bỏ chạy đi. Khi mà nàng đi ra vừa khuất khỏi tầm mắt của Đức Phật thì cái quả đại địa này có thể chuyển, có thể tải nổi cái ngọn núi Hy Mà Lạp Sơn, cái dãy núi Hy Mà Lạp Sơn, nhưng mà nó không tải nổi cái ác nghiệp của nàng. Đất nứt ra và kéo nàng xuống chung sống chết sanh xuống đường của A Tỳ. Và cái câu chuyện đó cũng còn dài thưa quý vị. Sau cái sự kiện này, Đức Thế Tôn ngồi thuyết pháp và an ủi cho mọi chúng, và Ngài đã nói lên cái ý nghĩa này. Một người mà biết sai mà vẫn nói dối, ta nói rằng người đó không có việc ác gì mà không dám làm. Rồi bắt đầu kể từ đó, dân chúng họ đồn đãi với nhau, họ khiển trách bọn ngoại đạo.
và uy tín của ngoại đạo càng bị lu mờ. Và chính vì vậy mà sau này họ còn tung ra một cái chiêu bài độc ác hơn nữa là họ giết chết những người tử gọi Sundari, đem chôn ở trong, lén chôn ở trong đất chùa Chetavana ở phía sau gần cái tịnh thất của Đức Phật đó, để mà du khúc này, chôn ở dưới một cái đống hoa tàn mà người ta đem cúng dường Đức Phật rồi người ta thu dọn để ra đó. Thưa quý vị, khi một người mà có cái liêm sĩ, biết tôn trọng cái sự thật, không thích nói dối, không quan hỷ trong cái sự nói dối và chán ghét cái sự nói dối, thì đối với người đó thì họ sẽ không làm những cái điều tày trời. Người họ thích nói dối, họ không có chán ghét cái sự nói dối, và miễn làm sao đạt được cái mục đích để lừa thiên hạ được là họ sẵn sàng nói dối, thì đối với người này cái tâm địa họ rất là ác hiểm, họ sẵn sàng làm các việc ác bất chấp thủ đoạn, vì họ không có cái gì để họ sợ. Cũng giống như con voi, khi mà không có gì để mà sợ bị tổn thương cái vòi hay ngà hay lỗ tai hay cái đuôi, thì con voi trở nên hung dữ. Cũng vậy, một người mà đã không có liêm sĩ, không cảm thấy chán ghét cái sự dối trá, thì người này họ sẵn sàng làm các việc ác. Vì vậy cho nên đối với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta giữ giới, về cái khẩu hành, mặc dù chúng ta nói Musa Wada Viramani Sikha và Đăng Sama Đề Gia, con xin phân giữ điều học là khối tránh xa sự nói dối, mà nếu chỉ đọc ở ngoài miệng suông như vậy, cái giới của chúng ta nó chưa có hoàn toàn được thành tựu một cách tốt đẹp viên mãn. Chúng ta phải tập cho mình làm sao chúng ta chán ghét cái sự nói dối. Thí dụ bây giờ quý vị ở nhà, đối với con cháu nhỏ, đứa nào mà nói dối thì mình chán ghét. Mình dạy dạy nó, mình nghiêm khắc với nó, chứ đừng có bưng bít. Thấy nó còn nhỏ mà nó biết nói dối cái chuyện đó, rồi cha mẹ ông bà cứ cười xòa, nó nhỏ khôn quá. Không phải đâu, cái đó là mình xúi nó hư. Và khi mình xúi nó hư như vậy là rõ ràng là biểu hiện chính bản thân mình là mình không có chán ghét cái sự nói dối. Mình cũng sẽ là một người trong tương lai nói dối mà không biết thẹn, rồi không có việc ác gì mà mình không dám làm. Cho nên chúng ta giữ giới đó, là chúng ta phải biết thẹn, hiriyatapa, hay là lachi, lachi tức là cũng biết thẹn,
chúng ta phải biết thẹn, phải biết hổ ngươi khi mà mình đã nói dối. Mình tập cho mình quen biết hổ thẹn và chán ghét cái sự nói dối, thì như vậy chúng ta mới giữ giới được tốt đẹp. Ở trong chú giải còn nói thêm là một người mà muốn giữ cái giới thứ tư này cho nó được thanh tịnh, được trong sạch, thì người đó phải là người biết trân quý cái sự thật, tôn trọng cái sự thật. Một vị Bồ Tát, một chúng sanh hữu tình, một vị hữu tình có cái tâm giác ngộ, hướng đến cái tâm giác ngộ, vì đó xem cái thiện pháp lớn nhất là chân và không có nói dối. Dạ sao là có cá hỏi Đức Phật, trong số những cái câu hỏi dạ xoa hỏi Đức Phật, trong đó có cái câu Kỳ số hai quê sa thú ta răng ra xa nằm. Vị nào ngon nhất ở trong các hương vị? Thì Đức Phật nói là sa chăng hai quê sa thú ta răng ra xa. Chân thật là cái hương vị ngon nhất trong tất cả hương vị. Các hương vị. Điều này chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy nghĩ tại sao cái sự chân thật đó nó lại là một cái hương vị ngon nhất. Thì ở đây thưa quý vị, nó có ba cái lý do. Thứ nhất là dầu cho đối diện trước kẻ thù hay là kẻ nghịch, mình vẫn một mực giữ cái lời chân thật. Thì như vậy, khi mà đã nói chuyện xong, tối chiều tối về mình vẫn cảm thấy thư thái nhẹ nhàng trong lòng, mình không có cái gì bị nặng nề do cái mặc cảm, lỗi lầm, nói dối nó đeo nặng. Thứ hai, một cái người nói lời chân thật khi họ đã nói ra như vậy rồi, vì họ nói đúng sự thật, cho nên dầu cho một năm hai năm sau người ta hỏi lại cái chuyện đó, người ta chất vấn lại chuyện đó, thì người này cũng không có bị sai lầm, vẫn trả lời như vậy, là bởi vì sự thật bao giờ nó cũng đúng. Cho nên quý vị biết tại sao mà ở trong nghe nói đó, ở trong tù khi mà người ta hỏi cung
tội nhân không phải người ta hỏi theo giờ giấc để cho mấy người đó họ chuẩn bị, họ sắp đặt để nói dối đâu. Bất kỳ lúc nào sáng họ cũng hỏi chỗ đó, trưa họ cũng hỏi đó, tối nhiều khi nửa đêm mà họ lôi ra để mà họ lấy khổ cung cũng hỏi cái đó. Nếu mà gặp kẻ nói dối sắp đặt tuần bụng thì cái lời nói trước với lời nói sau nó không có đúng nhau, tại vì chỉ có sự thật bao giờ nó cũng là cái sự thật. Sự thật là một chân lý. Cái trường hợp này giống như khai lý lịch vậy chú vị. Hễ mà chúng ta lịch mà chúng ta khai đúng sự thật về cuộc đời của mình á, thì dù chúng ta khai đi khai lại nhiều lần trong một năm thì nó khỏi cần cái mẫu cũng giống nhau. Còn khi một người cố tình giấu giếm cái thân phận, bữa nay họ khai kiểu này, mai khai kiểu khác, cho nên sai đi. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ hai mà vị sự thật đó là vị ngọt hơn cắt vị. Cái điều thứ ba đó, khi mà người nói những lời chân thật, dù cho đến kẻ nghịch kẻ thù, họ cũng thầm thán phục. Bởi vì ngày xưa thưa quý vị, ở Vân Tàu cái chữ tín là quan trọng lắm. Khi mà một người quân tử mà mất chữ tín thì không trở thành quân tử nữa. Họ cho rằng đó là hạng tiểu nhân và bị xem thường. Và còn nếu là một người chính nhân quân tử là người đó phải có sự chân chất, nhạc chính tử, là quan nước lỗ. Nước lỗ đánh với Tề và lỗ thua. Vua Tề bắt phải đem cống nạp cái đỉnh đồng là quốc bảo của nước lỗ. Mà vua Tề rất nể phục cái tánh chân thật của nhạc chính tử, người nước lỗ. Cho nên vua Tề mới bảo rằng là chỉ có nhạc chính tử làm sứ giả đem cái đỉnh đồng đó qua thì chúng tôi mới chấp nhận. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, ông vua lỗ đó, ông mới sai nhạc chính tử sứ giả đem đi. Như một mặt thì ông sai đúc cái đỉnh đồng khác, nghĩa là làm cái phiên bản khác để đem đi. Nhạc chính tử hỏi, nếu như nói rằng nếu như mà đại vương không có đưa đỉnh đồng thật để đem đi mà làm cái đỉnh đồng giả thì tôi sẽ không đi, dầu cho tôi có chết tôi cũng không đi, không đem đi. Tôi không thể bán cái uy tín của tôi gì được, không thể là hư danh tôi như vậy được. Thì vua lỗ không thể nào sai người khác đem đi được, buộc lòng là phải đem cái đỉnh đồng thật cho nhạc chính tử đem đi. Và bên kia vua Tề mới chấp nhận, mới cho giao hiếu giải hòa. Thì thứ gì, người xưa mặc dù họ không có tu tập, không phải nhằm cái mục đích giải thoát, nhưng mà họ còn tôn trọng cái sự, tôn trọng cái chữ tín của họ như vậy. Đã hứa một lời thì
nhất ngôn thí xuất tứ mã năng tri, một lời mà thốt ra bốn ngựa khó chạy theo được. Họ giữ cái chữ tự tính như thế. Bởi vì thời xưa đó, khi mà thị pháp tự hưng đó, thì chúng sanh họ gần như là cái bản chất đạo đức của họ là chân thật, không nói dối. Nhưng mà cho đến khi đạo đức bị suy đồi thì chúng sanh lần đầu tiên là người có kẻ nói dối, thì chư thiên họ rất là phẫn nộ và họ ta thán, họ kêu ca. Bây giờ ở thế giới này mới loạn đó thưa quý vị, cái xã hội này mới loạn là tại vì con có thể nói dối gạt cha mẹ để lấy tiền, vợ chồng có thể nói dối gạt với nhau, rồi bạn bè có thể nói dối gạt lẫn nhau. Rồi ở trong xã hội này từ ở trong mình cho đến xã hội chung chung như bây giờ thì cái giáo dục gia đình, cha mẹ cũng thiếu cái sự chân thật, thiếu trung thực, cho nên dạy dỗ con cái không được. Cái giáo dục xã hội đó, thì bây giờ mình ra đường, ra xã hội mà dạ đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của ngài, con cung thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn rằng đông. Nếu quý vị hết nghe rồi thì chúng ta nghĩ quý vị có nghe được không? Dạ tốt quá. Và thưa quý vị, ngày nay người Phật tử chúng ta trong cái việc mà chúng ta tu tập, chúng ta giữ giới cũng vậy, chúng ta rất là hời hợt. Chúng ta thì đỡ hơn cái người ở ngoài không biết tu tập, nhưng mà có những người lại nghĩ rằng những cái gì mà mình nói dối mà không có làm hại người khác thì nói dối cũng không sao. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong cái bài kinh Ambalatika Arahulowada, giáo giới Rahula tại Ambalatika, Đức Phật ngài sau khi đã giáo huấn cho Rahula về những cái thí dụ một con voi vân vân, xong rồi ngài bảo rằng nè rống lá, do vậy con cần phải học tập rằng ta sẽ không nói dối, dầu nói để mà chơi. Đức Phật như vậy. Vì vậy cái bài học ngày hôm nay mặc dù ngắn nhưng mà trong đó có ý nghĩa rất lớn, rất quan trọng. Vì đây là Phật ngôn, mà một khi Đức Phật ngài đã thuyết lên như vậy, ngài đã dạy như vậy, cách đây trên 26 thế kỷ, thì
thì chúng ta cần phải chiêm nghiệm, cần phải suy nghĩ, phải có một cái gì đó nó rất ư là quan trọng. Cho nên xưa kia Đức Phật đã từng dạy như vậy rồi. Một người biết sai mà vẫn nó láo, không biết hổ thẹn, thì ta nói rằng đối với người đó không có việc ác gì mà không dám làm. Cho nên ở đây đó, mỗi một ngày, mỗi một tuần chúng ta học một bài học. Và một bài học đó chúng ta cố gắng để chúng ta tiếp thu những cái ý nghĩa Phật ngôn, và giúp cho chúng ta trong cái việc tu tập cho được tốt đẹp. Bây giờ đó, lời nói chúng ta biết trân quý cái sự thật của lời nói, sách chát qua đá, thì quen cái thường cận y duyên đó, dần dà đến khi mà chúng ta gặp cái cơ duyên thì chúng ta đắc được đạo quả, chứng ngộ bốn cái chân lý, bốn cái sự thật Chattari Ariyasachari, là bốn cái sự thật, hay là tứ diệu đế. Nó dễ lắm thưa quý vị. Còn bây giờ mà chúng ta coi thường những cái sự thật, thì cái chuyện mà chúng ta giác ngộ bốn cái chân lý về sự khổ, chân lý về nhân sanh khổ, chân lý về sự diệt khổ, và chân lý về con đường đến diệt khổ, thì chắc có lẽ là chúng ta khó chứng, mà khó tri. Không tri liệu bốn đế, bốn sự thật, thì chúng ta không thể là chứng quả A-la-hán được. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập làm một vị Bồ Tát biết trân quý cái sự thật, từ cái sự thật về lời nói cho đến cái sự thật về cái lý tưởng, rồi dần dần chúng ta mới giác ngộ được cái sự thật về chân lý của cuộc đời, mới được cái giải thoát. Chúng tôi xin được chia sẻ ý nghĩa của bài học ngày hôm nay là như vậy. Và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau, thứ bảy tuần sau. Bây giờ thì chúng ta nghỉ. Xin thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phương phương báo sự rùm Nam Mô Bổn Thầy. Bà con tôi sắp bấm băng lăng rạc khánh tôi sắp bê đê con ta sắp bấm bút đà nụ phà vê nà sà đà sô thị phong anh trùy tê. Bà con tôi sắp bấm băng lăng rạc khánh tôi sắp bê đê con ta sắp bấm hàm mà nụ phà vê nà sà đà sô thị phong anh trùy tê. Bà con tôi sắp bấm băng lăng rạc khánh tôi sắp bê đê con ta sắp bấm sáng khá nụ phà vê nà sà đà sô thị phong anh trùy tê. Tất cả pháp văn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và nghe Pháp, và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quả ta sanh tri quy hà ra quả. Ya đề quả ta sanh ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình
ta hình ta tham ma đa đề na ba quan tu phù chi ta xót thiên ca rộn trê tha vi hà ra măng đa lê thế ra cha mát cha na hoa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na ba thi u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sắp pa na bu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa sang pa ti cha te sắp về pi đúc khát sa kha rộn tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm mát tha ra cha vuốt ga la sẵn khổ hồ tu sa mắc vô quá áp tha gia cha hi ta gia cha âm hề rác thành tu sắc thẩm mô sắp về pi thẩm ma cha ri nô vuốt thiêm sâm pa hu ni ya ma thẩm ma ri ya ba huê ri tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào đông nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào đông nghe pháp. Kính chào tạm biệt. Cảm ơn xin xuống ít.